Vậy thì ngày hôm nay về bán hàng, anh chị biết rồi, hãy thay đổi, hãy thay đổi và ứng tiến linh hoạt để phù hợp với lại tập hợp sản phẩm này. Bây giờ mình thay đổi, ứng biến linh hoạt. Thế vậy thì mình sẽ bán chắc cái tin, mình sẽ đặt câu hỏi như sau là tôi đang bán cái sản phẩm gì anh chị? Điền vào, đúng không? Ví dụ tôi đang bán một sản phẩm là kem chỉ nám đi. Rồi, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người không muốn mua hàng, thì tôi phải làm gì để có thể bán được hàng? Thì chắc chắn chị sẽ dạy chị rất nhiều cái. Nó cho anh chị rất nhiều ý tưởng ở trong đấy, được không ạ? Rất nhiều ý tưởng. Và tất cả những câu lệnh của tôi lấy về anh chị cứ thử nhé. Chúng ta sẽ thấy rất là bất ngờ trong những câu lệnh như vậy. Nó sẽ trả lời cho anh chị. Còn chút nữa, tôi cũng có thể là chia sẻ cho anh chị, có thể chia sẻ cho anh chị những cái phần mà ở trên màn hình này để có thể đề mô cho anh chị. Nhưng mà những câu lệnh này rất quan trọng. Và bao nhiêu người thấy rằng có số vẫn tốt hơn là có số lần. Đúng không? Rồi, đấy. Đầu tiên của chúng ta là phải đúng người, đúng thời điểm vì kinh doanh hoặc đúng sự thật lợi. Và tôi đã từng bán hàng cho ngân hàng Vietcombank trong 2 ngày. Tôi bán được 526 tỷ cho một dự án bất động sản ở Bà Rịa Cà Mau. Chỉ có 2 ngày, anh chị. Và lúc đó thì tôi đã nhận được cái giải đặc biệt nhất trong quá trình bán hàng. Và làm thế nào để bán được điều đó? Nó vẫn là hai từ khóa. Bây giờ tôi ra bán thì trực tiếp trải qua đúng thời thì mình chân cho nó thì phải gặp thời thôi. Thì tôi hiểu điều này quá. Em gì cũng nó giỏi đâu. Tất cả những người giỏi là người ta đúng thời điểm, người ta mới phát huy được. Và người ta có một cái từ khóa đó là gì? Trong tôn giáo thì người ta gọi là đủ duyên mà thành. Đủ duyên mà thành là gì? Để có được sự kiện như ngày hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với anh chị sẽ có bao nhiêu cái duyên để thành. Thứ nhất, cái duyên đầu tiên là cái môi trường này cho anh mình, thì tôi mới bước được môi trường này, đúng anh chị? Cái duyên thứ hai là tôi phải hẹn được cái lịch trình của tất cả các bộ phận hỗ trợ nó của bạn còn hướng dụng cho trình này của anh. Cái thứ ba là cái lịch trình của anh chị không bị bận mà vẫn có thể đến đây được, đúng không ạ? Và cái thứ tư nữa đó là thời tiết ủng hộ, ví dụ ngày hôm nay mà là cơn bão mà ngập đường gọi là mưa gió không thể đi được, có đến được không ạ? Cho nên là để có được một kết quả trong cuộc đời này, đó là sự hội tụ đủ duyên của rất nhiều thứ đã cộng lại, cộng hưởng lại. Cho nên từ khóa này và từ khóa định các nhà chị này, khi anh chị thành công tuyệt đối ủng hộ trên cùng. Bởi vì sao? Bởi vì sự thành công của anh chị là hội tụ đủ duyên của rất nhiều thứ cộng lại, chứ không phải do anh chị giỏi đấy. Nếu trong môi trường này chỉ cần mắng cái ông mà đang trông cái cầu giao đĩa thì điều gì xảy ra? Còn mà đâu nữa, mặc dù cả chương trình không bao giờ nhắn cái đầu này, nhưng ông ấy là người rất quan trọng, có đúng không ạ? Cho nên là mọi thứ xung quanh của anh chị khi chị thành công cái gì đấy, đừng có ngừng. Tôi làm đến tất cả, không làm tất cả đâu. Anh chị phải hiểu một điều là mọi thứ là đủ duyên mà thành. Kể cả tôi đến đây mà tôi gọi xe taxi mà các taxi đấy bị thần kinh thì cũng trở nên được không? Nếu ông vừa đi chưa tâm thần xong thì cũng trở nên đâu thì tôi bị tâm thần được đúng không? Đúng không ạ? Tôi đã từng lên một cái taxi như vậy rồi. Hôm đấy đi taxi bố này chở tôi đi ra ngoài cái lô sân bắc để xem cái thử ở đấy thì cái xe đó còn chưa dán cái mã để chạy qua mã tự động qua cao tốc đấy. Mong dám lên xe đấy đi chở khách. Còn tại sao mới thế này? Thì bọn em tưởng là đi dưới đất đi trên cao tốc như thế mà chẳng bao giờ em mới chạy hôm qua. Thế đồ đấy, sai người. Giờ thì lúc chẳng ý rồi đấy, em thấy không? Thế nào là sai người? Và lúc mới chạy vòng đi rồi lại vòng lại, không đi vòng lại. Tôi bị những sự kiện thông tin của nó quay về. Và nó có một bài học đầu tiên. Đó là trước khi hợp tác con người thì xem là phù hợp không nhận. Đúng không? Chứ còn bây giờ mình lên xe rồi chả mình đi rồi lại chả mình về mà không đến được. Đấy, cái nguy hiểm ở cái chỗ là đủ duyên mới thành được nhá. Cho nên là mọi thứ trong cuộc sống của anh chị khi mình kiếm được tiền đừng vỗ ngưng lại về chê vợ chê chồng ông chủ ơi con này không biết làm cái gì đâu, nó chỉ có biết gọi là mưa thì nó chạy vào nhà nắng thì nó tôi cũng thôi,
nó biết cái việc gì đâu. Không phải đâu. Mỗi người mọi đời có một cái tác trong cuộc đời này. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Để tôi có được cái sự kiện như này, từ cái bản như thế này thì cũng phải có người bên đây đúng không anh chị? Từ cái bút này có phải có người chuẩn bị không? Tất cả mọi thứ đó hoa, tất cả cái này được gọi là mô tả trong công việc tổ chức. Ghi hết xuống thì nó hiện lên. Trước đây tôi đã từng ghi là có hoa để bàn, thì cái bạn trợ lý đấy, bạn ấy sắm đúng một cái đĩa hoa, hoa cúc cúc ấy, bạn đặt lại. Xong bạn lại đặt một cốc nước, bởi thiếu cái ảnh đằng sau. Thế bảo em lại, bảo bảo hoa để bàn nhưng mà vì tôi mô tả không rõ. Nhưng mà về sau tôi giúp kinh nghiệm là phải là hoa thiên điểu, phải là cái hoa, chúng ta hiểu không ạ? Thì trong cuộc sống này, cái sự mô tả của anh chị ấy rất quan trọng. Hãy tham gia ngay các khóa học của thầy Trần Thánh Tư để có được tư duy đột phá, làm chủ công nghệ, phát triển kinh doanh. Đăng ký ngay tại trầnthanhtu.vn.